chào quý vị và các bạn. Nắng ấm xuất hiện ở Bắc Bộ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Đến hôm nay, toàn Bắc Bộ lại duy trì trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù về đêm và sáng sớm, nên nhiệt độ giảm nhẹ, trời rét. Từ sáng sớm nay, hiện tượng sương mù, mưa nhỏ, mưa phùn càng rõ rệt hơn, đặc biệt ở các tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, vùng đồng bằng Bắc Bộ và khu vực vịnh Bắc Bộ. Sương mù dày đặc làm cho tầm nhìn xa giảm thấp dưới 1 km, gây khó khăn trở ngại cho giao thông trên biển và cả trên đất liền vào khoảng thời gian từ 4 đến 8 giờ sáng. Dự báo các tỉnh miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường lệch đông và có khả năng tăng cường mạnh trở lại vào ngày 17. Các tỉnh miền Nam vẫn chịu ảnh hưởng của trường gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh với tiết trời phổ biến ít mưa và có nắng nhiều. Thưa quý vị, như vậy là thời điểm những ngày cuối năm Nhâm Thìn, miền Bắc lại tiếp tục bước vào những ngày mưa rét và trời âm u. Trong khi đó, từ Đà Nẵng trở vào thời tiết lại ôn hòa hơn nên khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch và nghỉ dưỡng. Xin giới thiệu đến quý vị một địa danh du lịch vô cùng xinh đẹp thuộc thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đó chính là Vịnh Ninh Vân, nằm cách thành phố Nha Trang khoảng 60 cây số. Và nếu như Nha Trang được xem là một trong những nơi có vịnh biển đẹp nhất thế giới, thì Vịnh Ninh Vân lại được xem là nơi có vị trí đẹp thuần khiết nhất của Nha Trang. Bởi địa hình nằm trên bán đảo Hòn Mèo, nơi đây có khung cảnh thơ mộng, trong lành, lại mang tính hoang sơ với những rừng cây trải dài từ vách núi xuống đến tận khu đầm đá và biển. Hiện nay và trong 3 ngày tới, thời tiết trên khu vực khá lý tưởng cho các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng cũng như khám phá vẻ đẹp của vùng vịnh này, bởi trời khá nhiều mây vào sáng sớm nhưng lại không có mưa, chế độ nhiệt ẩm trong ngày cũng khá dễ chịu và thuận lợi cho sức khỏe của du khách khi nhiệt độ ngày đêm dao động từ 22 cho đến 30 độ, độ ẩm khoảng 60%. Tuy nhiên, quý vị cũng nên trang bị thêm cho mình một chiếc mũ mềm để che nắng, trang phục để tắm biển, một đôi dép bệt để tiện đi lại và đừng quên mang theo cả kem chống nắng để du khách có thể thỏa thích vui chơi và tắm biển. Để đến với Vịnh Ninh Vân từ Nha Trang, du khách có thể đi bằng tàu cao tốc chỉ mất 20 phút. Khi đặt chân đến đây, du khách không chỉ bị hấp dẫn bởi cảnh quan với màu sắc xanh ngắt của biển và trời cùng những rừng cây xanh tươi đầy sức sống. Đến với Vịnh Ninh Vân, chắc chắn du khách sẽ được thưởng thức một không gian yên bình với cảnh sắc tươi đẹp cùng các dịch vụ thể thao như là lướt ván, lướt sóng, đi xuồng trên biển hay bơi lặn để chiêm ngưỡng dạng san hô cực đẹp. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi thời tiết các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Khu vực Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, chủ yếu là mưa nhỏ. Sáng sớm sẽ có nơi có sương mù, sáng và đêm trời rất đậm, có nơi rất hại. Tại Điện Biên, nhiệt độ dao động từ 15 cho đến 22 độ, độ ẩm là 65%. Sapa nhiệt độ chỉ từ 5 cho đến 9 độ, độ ẩm 100%. Còn tại thành phố Tam Đảo thì nhiệt độ phổ biến từ 10 cho đến 12 độ, độ ẩm là 100%. Các tỉnh Đông Bắc ngày mai thời tiết còn mưa và rét. Tại Hà Giang nhiệt độ là từ 13 cho đến 16 độ, độ ẩm là 80%. Hạ Long nhiệt độ từ 15 cho đến 18 độ, độ ẩm 80%. Còn tại Hải Phòng thì nhiệt độ biến đổi từ 14 cho đến 17 độ, độ ẩm là 70%. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây và hầu như không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét. Sầm Sơn nhiệt độ là từ 16 cho đến 18 độ, độ ẩm là 70%. Phong Nha, Kẻ Bàng nhiệt độ dao động từ 17 đến 21 độ, độ ẩm 80%. Huế nhiệt độ phổ biến từ 17 cho đến 25 độ, độ ẩm 75%. Khu vực từ Đà Nẵng đến Hội An thời tiết khá thuận lợi với mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cũng dao động ở mức vừa phải. Đà Nẵng nhiệt độ dao động từ 20 cho đến 25 độ, độ ẩm là 70%. Hội An ngày đêm nhiệt độ phổ biến ở mức 20 cho đến 26 độ và độ ẩm là 70 đến 75%. Riêng Bà Nà thì còn có mưa nhỏ và sương mù, trời rét với nhiệt độ là từ 19 cho đến 22 độ, độ ẩm 75%. Đối với các tỉnh ven biển từ Nha Trang cho đến Khánh Hòa và Ninh Thuận, Bình Thuận thì thời tiết tạnh ráo, không mưa nên rất thuận lợi cho du lịch và tắm biển. Tại Nha Trang, nhiệt độ dao động từ 22 cho đến 28 độ, độ ẩm là 65%. Mũi Né nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm 67%. Vũng Tàu nhiệt độ phổ biến từ 24 cho đến 30 độ và độ ẩm là 60%. Các điểm du lịch vùng cao Tây Nguyên thời tiết tạnh ráo, không mưa, trời khá khô hanh và se lạnh về đêm. Pleiku biên độ nhiệt ngày đêm dao động trong khoảng từ 15 cho đến 27 độ, độ ẩm là 40 đến 45%. Buôn Ma Thuột nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm là 45 đến 50%. Còn tại Đà Lạt thì nhiệt độ dao động từ 11 cho đến 22 độ và độ ẩm là 45%. Các tỉnh Nam Bộ ngày mai trời giảm mây, không mưa và có nắng ấm. Tại Tây Ninh nhiệt độ dao động từ 23 cho đến 31 độ, độ ẩm là 55%. Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ phổ biến từ 24 cho đến 32 độ, độ ẩm 55%. U Minh nhiệt độ từ 25 cho đến 30 độ và độ ẩm là 65%.
Thời tiết biển tạnh giáo, không mưa, trời có nắng, sóng gió cũng ở mức trung bình nên thuận lợi hơn cho tàu thuyền hoạt động ra vào đảo. Tại quần đảo, nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 29 độ, độ ẩm là 70%. Phú Quốc nhiệt độ phổ biến từ 24 cho đến 30 độ, độ ẩm 70%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Chúc quý vị có những chuyến đi vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.